Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo loại quân bầu Đức khỏi danh sách dự AFF Cup. Ông Park là ứng viên dẫn dắt tuyển Hàn Quốc. VFF nhắm 4 cầu thủ học viện Juventus cho mục tiêu World Cup. Huấn luyện viên Park Hang-seo loại quân bầu Đức khỏi danh sách dự AFF Cup. Ông Park Hang-seo loại hậu vệ Nguyễn Thanh Nhân của Hoàng Anh Gia Lai và 3 cầu thủ khác khỏi danh sách tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022. Hôm ngày 15 tháng 12, VFF đã công bố danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022. 4 cầu thủ bị ông Park Hang-seo gạch tên gồm có Hà Đức Chinh của Bình Định, Phạm Đình Duy của Đà Nẵng, Nguyễn Thanh Nhân của Hoàng Anh Gia Lai và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng của Sông Lam Nghệ An. Đáng chú ý nhất trong danh sách này chính là tiền đạo Hà Đức Chinh. Tuy nhiên, quyết định loại anh khỏi danh sách của thầy Park cũng là dễ hiểu, bởi lúc này đội tuyển Việt Nam đang có nhiều cái tên chơi nổi bật trên hàng công như Tuấn Hải, Tiến Linh hay Văn Quyết. Thủ môn Văn Hoàng của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cũng bị gạch tên, nhưng Nguyễn Văn Toản vẫn được giữ lại. Trong khi đó, Phạm Đình Duy và Nguyễn Thanh Nhân bị loại là điều đã được dự đoán từ trước đó. Theo kế hoạch, vào sáng ngày 17 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Lào để chuẩn bị cho trận ra quân tại AFF Cup 2022. Và trước khi chính thức bước vào giải vô địch Đông Nam Á 2022, ông Park Hang-seo sẽ tiếp tục loại hai cái tên nữa. Hiện trong thành phần 25 cầu thủ của Việt Nam đang có 2 người bị đau là Hoàng Đức và Văn Hậu. Theo lịch, vào ngày 21 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp đội tuyển Lào. Ông Park là ứng viên dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc. Sau khi Paulo Bento từ chức huấn luyện viên tuyển Hàn Quốc, vị trí nhà cầm quân người Bồ Đào Nha để lại là chủ đề nóng và càng được chú ý hơn khi ông Park Hang-seo là ứng viên. Trên trang tin Asia.com, nhiều ứng viên đang được liệt kê để thay thế ông Paulo Bento. Cựu tiền đạo An Sung-hwan cũng được cho là báo chí nhắm đến là ứng viên tiềm năng bên cạnh ông Park Hang-seo. Tuy là vậy, thế nhưng Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc vẫn chưa vội vàng, họ đang cân nhắc kỹ định hướng để tìm người. An Sung-hwan làm công tác bình luận viên trên truyền hình. Anh được xem là người có tầm ảnh hưởng và khả năng sẽ gia nhập ban huấn luyện tuyển Hàn Quốc trong thời gian tới, nhưng trước mắt là ở vị trí trợ lý. An chưa có kinh nghiệm làm huấn luyện viên, nhưng anh dễ hướng khi làm bình luận World Cup 2022. Cựu tiền đạo Hàn Quốc chưa có bằng pro huấn luyện viên tiêu chuẩn để dẫn dắt một đội tuyển quốc gia, do đó mà anh được bầu vào ban huấn luyện trước. An Sung-hwan cũng được KFA đăng ký bổ sung vào danh sách 25 học viên khóa đào tạo bằng pro của Liên đoàn bóng đá châu Á. Dường như KFA cũng đang tạo điều kiện cho An Sung-hwan sớm được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng. Ban đầu danh sách học viên chỉ có 24 người và KFA đã xin phép bổ sung An Sung-hwan là thành viên thứ 25. Theo quy định, nếu như một huấn luyện viên đang theo học khóa đào tạo bằng pro thì vẫn đủ tư cách làm huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia, trong khi cựu danh thủ Hàn Quốc có khá nhiều ưu thế. Giới chuyên môn lại nói về tương lai của ông Park. Tên tuổi nhà cầm quân sinh năm 1957 đã nổi như cồn từ khi ông dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ông Park tạo được uy tín đủ lớn về chuyên môn và đang xây dựng hình ảnh tốt ở quê nhà Hàn Quốc. Trang Asia dẫn dắt một lời một quan chức bóng đá Hàn Quốc. Sao nào, huấn luyện viên Park sẽ thôi dẫn dắt tuyển Việt Nam sau khi AFF Cup 2022. Tương lai của ông rộng mở sau khi hết hợp đồng với VFF vào tháng 1 năm 2023. Đó là một phần lý do ông Park là ứng viên. Ngoài ra, báo chí Hàn Quốc còn nêu hai tên tuổi khác. Những người từng làm trợ lý là Choi Tae-guk và Kim Jong-min. Trong lúc đó thì người hâm mộ xứ Kim Chi chỉ quan tâm đến tương lai của huấn luyện viên đội tuyển. KFA đã kịp thời trấn an dư luận. Trang mạng xã hội của KFA thông báo, chúng tôi bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về huấn luyện viên trưởng tương lai. Tuy nhiên, có vài điều kiện để tuyển chọn vô lý được một quan chức đưa ra như là người Hàn Quốc, lương khoảng 1 tỷ won một năm và có lòng yêu nước. Bên cạnh đó, để tránh dư luận tiếp tục đồn thổi về các ứng viên, một quan chức KFA cho biết, trước mắt, chúng tôi sẽ củng cố lại đội tuyển Hàn Quốc theo các quy định và thủ tục trước khi tìm kiếm cũng như bổ nhiệm huấn luyện viên mới. KFA sẽ tiếp tục định hướng và mục tiêu sau World Cup 2022. KFA mong các bên không đưa ra dự đoán về ứng viên đến khi có thông báo. Trước đó, vào ngày 6 tháng 12, huấn luyện viên trưởng Bento đã từ chức sau khi cùng tuyển Hàn Quốc thua 1-4 trước Brazil ở vòng knockout World Cup 2022. Ông quyết định được đưa ra từ tháng 9 khi World Cup 2022. Daily Mail dẫn lại phát biểu của ông Bento. Ông Bento tiếp quản tuyển Hàn Quốc từ tháng 8 năm 2018 và đã có hơn 50 trận trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Cựu huấn luyện viên trưởng của Sporting Lisbon giúp cho đội tuyển xứ Kim Chi vào đến tứ kết Asian Cup 2019 và mới đây là vòng 16 đội World Cup 2022. VFF nhắm 4 cầu thủ học viện Juventus cho mục tiêu World Cup. Nhằm tìm ra lứa cầu thủ trong tương lai đóng góp vào mục tiêu World Cup của bóng đá Việt Nam, VFF đã lên kế hoạch tuyển chọn vận động viên trẻ ở cả 3 miền là Bắc Trung Nam. Theo lịch trình, từ ngày 15 tháng 12 tới ngày 19 tháng 12, chương trình tuyển chọn sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông báo từ Học viện Juventus, có 4 cầu thủ được tham gia dự tuyển vào chương trình do VFF tổ chức.
Học viện Juventus Việt Nam vinh dự đóng góp 4 gương mặt trong đợt tuyển chọn vận động viên U15 quốc gia năm 2023 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức nhằm chuẩn bị lực lượng cho các tuyển trẻ trong tương lai thi đấu tại các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. Các cổ động viên tham dự tuyển chọn từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2022 tại sân vận động Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Các học viên đại diện cho Học viện Juventus Việt Nam lần lượt đó là Hoa Xuân Tín, sinh ngày 29 tháng 11 năm 2008, Ngô Hằng Gia Huy, 28 tháng 3 năm 2008, Hồ Đức Tuấn, sinh ngày 10 tháng 1 năm 2008, Nguyễn Hồng Quang, sinh ngày 5 tháng 11 năm 2008. Trang chủ Học viện Juventus thông tin. Học viện Juventus Việt Nam ra mắt vào năm 2018 với trụ sở đặt tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Đội ngũ huấn luyện viên Juventus Academy Việt Nam gồm các huấn luyện viên từ Juventus cùng các chuyên gia Việt Nam phối hợp đào tạo học viện với mục tiêu là góp phần vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai cũng có 4 cầu thủ trẻ tham dự tuyển chọn U15 quốc gia gồm Sĩ Minh, Hoàng Sang, Trí Dũng, Gia Bảo. Các gương mặt trẻ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Minh Bảo đã di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 12. Đánh giá về chương trình tuyển chọn trên, tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết: VFF hy vọng là dù thời gian ngắn nhưng các cầu thủ sẽ nắm được các nội dung cơ bản phục vụ cho quá trình tập luyện và phát triển. VFF tin tưởng rằng đây sẽ là lứa các cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai, đóng góp vào mục tiêu World Cup của bóng đá Việt Nam.